Nay là ngày 7 tháng 6. Nó đưa cho hộp sữa anh. Dậy đi. Con dậy đi. Mai bánh mì. Coi như cô hội thương đại tá quân đội đã phát bánh mì cho dân oan. Đại quý quân đội đã phát bánh mì cho dân oan. Nay cô này tiếp tục. Đây ngày 7 tháng 6 năm 2020 đài tiếng nói vì dân cùng Trương Yến thực hội hiện dư dân on ba miền chúng tôi đi đồi công lý nhân dân chúng tôi đến chỗ công viên có cô đại úy thương để mà ủng hộ giúp đỡ ủng hộ nhân dân chia sẻ với dân on ba miền chúng tôi. Dạch anh bá vô đây tức nha anh. Dạch bá vô anh. Đâu bá vô. Có mấy cánh thằng. Sữa nè. Chỉ một hũ hai. Hai. Cô gì chưa? Hả? Chưa nè. Chưa. Quay cháu. Quay gì? Không. Quay bà con. Không quay cháu đi. Hồi giờ con có quay cháu đâu. Để nói ý nó cô đã giúp đỡ với dòng ơn ba miền chúng tôi đó. Để mà chia sẻ những gì nhân oan chúng tôi đã bức xúc, đã oan ức mấy chục năm nay, cả người mấy chục năm nay, cả người mười mấy tuần là mười mấy năm, mấy chục năm không. Dân oan chúng tôi quá bức xúc. Quá bức xúc. Thì các vị, các ông, các bà, triều cấp cao, triều đình, các ông, các bà không giải quyết, không ngó ngàng gì đến nhân dân chúng tôi, không giải quyết nhân dân chúng tôi biết bao nhiêu đơn. Mỗi tháng chúng tôi ra hàng năm này, mỗi tháng chúng tôi có một lần, có hai lần, có ba lần, có đơn chúng tôi là biết bao nhiêu mà các vị triều đình không có ngỡ ngàng gì tới. Vứt đơn của chúng tôi ở đâu, vứt cái sọt rác nào, tại sao không có xem xét đơn nhân dân chúng tôi. Khi nhân dân chúng tôi thì đến cái các người bất cứ ai, bất cứ nơi nào, bất cứ công an hay là bất cứ bên quân đội, cái chỗ nào mà xem xét cái đơn của chúng tôi, chúng tôi vẫn tiếp tục đi gỡ, chứ không phải cho chúng tôi lừa kén. Nhưng mà chúng tôi không tiền không bạc, nhân dân chúng tôi nghèo khổ, không tiền không bạc. Đây chị Hoài Thương, đại úy quân đội đó ra chia sẻ với bà con dân ơn chúng tôi ba miền này. Người thật việc thật mà hôm nay là đấu tranh để bắt các đối tượng không giải quyết đơn thư. Đối tượng nào, cấp cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đơn thư là vi phạm quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, Bộ luật tố tụng hình sự. Hôm nay là đấu tranh bắt các đối tượng đã vi phạm pháp luật phải chịu sự xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đề ra. Đúng. Đấy, cái buổi hôm nay là đấu tranh như thế. Chứ bây giờ bà con mà cứ đi kêu gào giải quyết đơn thư cho tôi, nhưng mà những cá nhân vi phạm pháp luật lại không bị bắt, không bị xử lý, thế thì ai là người giải quyết khi mà chúng vẫn ngồi ở các cái vị trí đó? Cho nên cái ngày hôm nay là đấu tranh để bắt các đối tượng bị tố cáo đã vi phạm pháp luật của chứng cứ chứng minh không giải quyết đơn thư cho nhân dân. Đó. Đào ngũ đào không giải quyết đơn thư nhân dân xuống tránh trách nhiệm. Đó đúng rồi. Khi nhân dân chúng tôi bức xúc cầm đơn đi thì đưa công an bắt nhân dân chúng tôi vào đồn. Như vậy là cái công bằng với đất nước này không? Những kẻ nào mà đào nhiệm không thực hiện chức trách nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó phải bị bắt, bị xử lý theo đúng các quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đã được đề ra. Vi phạm quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về tội đào nhiệm, tội làm nhục người khác. Phải là thích làm thế nào thì làm. Đã vi phạm pháp luật là phải bị bắt.
cho người nhân dân chúng tôi. Cho nhân dân là phải đi đi gạo. Nhân dân chúng tôi như giờ thế này là coi nhân dân chúng tôi là bị quá bức xúc, quá đau khổ. Thằng tội phạm nào đào nhiệm, trốn tránh trách nhiệm đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó là đối tượng hình sự, là tội phạm. Không có đồng chí, đồng đội gì với cái bọn này cả. Thằng đối tượng hình sự là cái gì? Sợ chúng nó. Đã có chứng cứ, chứng minh là phải bắt. Các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền là phải tiếp nhận, tiếp thu tố giác tội phạm là phải bắt. Không phải để cho nhân dân ngày nào cũng đi gào thét như thế này là không được. Bao nhiêu đơn thư lên cho các ông ấy mà người ủy quyền ký có đơn đã nhận đơn thư nhưng mà đem về cấp dưới là nhận không bao phục vụ là dập đi. Chứng cứ là các cái văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nhận đơn của bà con coi nhà lâu nay, cũng như là các cái phiếu báo phát hay là cái phiếu gửi đơn coi như là cách đây từ 1 năm trở về trước cho đến 10 năm cho đến 20 năm mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đấy là chứng cứ. Nhưng mà từ năm 1994 tới nay cố tình không có một cái văn bản trả lời. Thì mọi người đây, ai các cái việc gì ở đây mình tham vấn lên, có ý kiến lên ở đây cho mọi người nghe, cho dân tất cả anh em cộng đồng để chia sẻ nhân ơn dân cái nỗi ô khổ và cái oan ức của nhân dân chúng mình. Đào nhiệm đã làm nhục người khác, không giải quyết đơn thư theo quy định phải bị bắt xử lý. Nhưng tôi từ năm 1994 đến nay hiện nay là 18 quyền lợi. Do cán bộ Ninh Bình mà ông Nguyễn Văn Lập, trưởng ban tiếp dân trung ương Đảng là đang chống lưng bao kia. Bà con đừng quay về phía trước này đi ạ. Bà con đừng quay về phía trước. Đây. Ông kiếm dừa đi. Để chú ngồi dừa ra đi. Tạm biệt không? Đưa ra đi con. Ai có máy thì mở ra quay ạ. Bà con, tất cả bà con ai có máy quay được thì mở ra quay, sau đó gửi vào Zalo cho em. Bắt người trái pháp luật, rồi bắt người là coi như là tuyên án, nói là chống lại nhân dân, chống lại chế độ. Rồi bây giờ đưa một số bà con ra đứng như thế này, rồi những thằng cường quyền đó là nó chống ai, bảo kê cho cái cướp đất gia đình tôi nữa. Đây hôm nay là tôi là Lê Hữu Giang, mà còn cô đại quý đội nhân dân Việt Nam. Bây giờ bác không nói nữa, bác để em nói. Vâng. Kính thưa toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tôi Phạm Thị Hoài Thương, nhân viên cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng,
tôi là một đảng viên quân nhân thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của điều lệ đảng, trách nhiệm nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng có chứng cứ chứng minh khách quan hợp pháp trong môi trường công tác ở cấp cao là cơ quan cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Nhưng trong nhiều năm liền, tôi đã bị các cấp có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, của tòa án là ủy ban kiểm tra đảng, là quan viên bị nước đồn từ đấy đánh sau lưng kìa, ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương của Bộ Quốc phòng, trong đó đối tượng Ngô Xuân Lịch đã giải quyết đơn khiếu nại biết ngày ngày 27 tháng 2 năm 2015 của tôi là sai với quy định của công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng để có kết luận oan sai cho tôi. Tôi có tiếp tục có đơn thư khởi kiện vụ án hành chính rồi viết ngày 27 tháng 9 năm 2016 gửi lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cụ thể là thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hằng đã ra văn bản, ra một cái biên bản số 38/2016 ngày trên 2016 ngày 10 tháng 10 năm 2016 số 38 về việc trả lại đơn khởi kiện cùng các chứng cứ chứng minh, bởi vì không được thẩm quyền giải quyết. Trên thực tế thì đây là cái việc giải quyết là sai quy định của đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước đã được đề ra. Không giải quyết đơn thư theo quy định để bảo vệ các đối tượng bị khởi kiện ở Bộ Quốc phòng đấy, mà trùng sỏ là đối tượng Ngô Xuân Lịch là đã thời điểm này thời điểm đối tượng Ngô Xuân Lịch có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại viết ngày 27 tháng 2 năm 2015 của tôi, là chủ nhiệm ủy ban chủ nhiệm chính trị và đã không giải quyết theo quy định mà để cấp dưới giải quyết sai quy định, không sử dụng chứng cứ trong quá trình giải quyết để có kết luận oan sai cho đảng viên quân nhân chuyện chính. Tôi tiếp tục có đơn khởi kiện vụ án hành chính ra các cấp tòa án có thẩm quyền, tiếp theo là tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và tòa án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội, cũng đều không được giải quyết theo quy định mà chúng xây dựng mạng lưới lợi ích nhóm ở cấp cao để phục vụ cho chủ nghĩa cá nhân, gây oan sai cho đảng viên bộ đội Cụ Hồ. Tôi tiếp tục có đơn tố cáo viết ngày 13 tháng 9 năm 2017 gửi lên cơ quan thanh tra chính phủ. Cơ quan thanh tra chính phủ đã có văn bản số 645 ngày 23 tháng 2 năm 2018 gửi cho tôi thông báo về việc đơn thư của bà đã được chuyển sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét giải quyết theo quy định. Bà không biết bà này là ai à? Bây giờ bà đứng mà chỉ ngộ đừng nói cái việc của bà thôi chứ bà có nói gì việc của bà đâu. Thì cỡ nó, thì cỡ nó bây giờ làm sao, bây giờ cũng chia sẻ giờ sao con. Thì bà nói cái việc của bà thì toàn dân hết, cũng nói toàn dân hết, cái vụ sai trái là toàn hết trong cái nội bộ của ít nhóm của đảng viên đảng cộng sản ra. Cho bây giờ dân dân mà dám đi tham nhũng như vậy nó bắt đầu liền. Đúng không? cũng là đáng đáng cho sao cô đáng mà cô không tham làm những cái kim sợi chỉ của ai. Đấu tranh, cô cứ đứng đấu tranh ở trên mặt đường gây dư luận rất lớn ở trong xã hội. Tên Sơn này đã có cái hình ảnh video cũng như là bản ghi âm trong hồ sơ của vụ án và tôi cũng đã đăng công khai trên Facebook Phạm Hoài Dương mạng Facebook để toàn đảng toàn dân toàn quân giám sát theo quy định. Sa Thị Hồng Lan là vụ phó vụ của tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và đối tượng Nguyễn Sĩ Thắng là người tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đối tượng Lê Thị Minh Thục là cán bộ tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đối tượng tượng Phan Tiến Dũng, đối tượng Phan Tiến Dũng là vụ phó vụ Trung ương IA của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đối tượng Mai Đồng Khanh là kiểm tra viên chính của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tất cả các đối tượng này đều tiếp công dân sai quy định của luật tiếp công dân, nêu ra những nội dung sai với thực tế diễn biến cụ thể buổi làm việc cũng như là đã có trên hồ sơ của vụ án để không giải quyết đơn thư của tôi. Tôi có đơn thư gửi lên cấp Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã im lặng không giải quyết mà để cấp dưới là tên phạt. Nhưng tôi đã có văn bản bản ghi âm của làm việc này và cái bản video của hắn và tôi đã đăng công khai trên mạng xã hội để toàn đảng toàn dân toàn quân giám sát, mạng Facebook.
tiếp tục không giải quyết đơn thư theo quy định thì đơn tố cáo viết ngày 19 tháng 5 năm 2018 theo quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước ta đã được đề ra. Ngày 27 tháng 7 năm 2018 tôi tiếp tục có đơn tố cáo gửi lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là cá nhân có thẩm quyền giải quyết là đối tượng Nguyễn Phú Trọng. Nhưng đối tượng bị tố cáo Nguyễn Phú Trọng cũng không giải quyết đơn thư theo quy định. Để bảo vệ các đối tượng bị tố cáo trong vụ án này là các cấp có thẩm quyền ở Bộ Quốc phòng, các cá nhân bị tố cáo ở Bộ Quốc phòng, các cấp tòa án có thẩm quyền và các cá nhân bị tố cáo ở các cấp tòa án là các cấp và các cá nhân có thẩm quyền giải quyết đơn thư khởi kiện khiếu nại ở các cấp tòa án. Nhưng rồi các đối tượng là cá nhân có thẩm quyền ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi các Thủ tướng Chính phủ cùng với các chứng cứ nhân dân bị oan sai được tôi phỏng vấn trực tiếp gửi về kèm theo với đơn tố cáo cái ngày 27 tháng 7 năm 2018 gửi về Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng đối tượng Nguyễn Phú Trọng đã có những thẩm quyền thời điểm đối tượng Trần Quốc Vượng thường trực Ban Bí thư hiện nay đang là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hắn không giải quyết đơn thư của tôi đã đăng tải chứng cứ chứng minh khách quan hợp pháp lên mạng xã hội để toàn đảng toàn dân toàn quân giám sát, thì đối tượng Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm trước các nội dung chứng cứ được nhân dân đảng viên quân nhân đăng tải công khai trên mạng xã hội để toàn đảng toàn dân toàn quân giám sát đánh giặc nội xâm theo sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống tham nhũng giặc nội xâm không có vùng cấm. Nhưng đối tượng Nguyễn Phú Trọng đã không thực hiện chức trách nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, không thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của điều lệ Đảng và không giải quyết các đơn thư của nhân dân, các chứng cứ chứng minh nhân dân đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Đảng viên quân nhân tra đạp công khai về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người lính Cụ Hồ. Đối tượng Nguyễn Phú Trọng còn bổ nhiệm đối tượng Trần Quốc Vượng về từ chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước đã đề ra về làm chức vụ thường trực Ban Bí thư. Một Tổng Bí thư Chủ tịch nước đang trong vai trò là trưởng ban chống tham nhũng của quốc gia mà bổ nhiệm một đối tượng hình sự về làm về chức vụ thường trực Ban Bí thư. Như vậy, đối tượng Nguyễn Phú Trọng đã tham nhũng chức vụ ở cấp cao của Đảng để bổ nhiệm cho một đối tượng hình sự, là đối tượng Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, của Bộ luật hình sự hiện hành, để tổ chức là tên trùm sỏ tổ chức trong cái tổ chức giặc nội xâm ở cấp cao, phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phá hoại uy tín của Đảng, Nhà nước công khai trước cả thế giới bởi các nội dung chứng cứ đã được nhân dân, đảng viên, quân nhân đăng tải công khai trên mạng xã hội để toàn đảng, toàn dân, toàn quân giám sát, mà các đối tượng bị tố cáo đều không có ý kiến về việc bị vu khống, chứng cứ chứng minh bị làm giả mạo. Nhưng các chứng cứ, nội dung chứng cứ cụ thể đã không được quan tâm giải quyết, mà để bảo vệ cho các đối tượng bị tố cáo trong của mà nhân dân, đảng viên, quân nhân đã đăng tải công khai trên mạng xã hội. Như vậy, những cá nhân có thẩm quyền giải quyết đơn thư mà không giải quyết đơn thư theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước ta đã được đề ra là các đối tượng hình sự vi phạm về tội đào nhiệm, tội làm nhục người khác mà Bộ luật hình sự hiện hành đã quy định. Ngoài ra còn vi phạm còn là tội phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Để nhân dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất hiện nay, dân oan ngày càng đông lên, đảng viên quân nhân bị trà đạp công khai trong thời đại 4.0 về danh dự, uy tín, nhân phẩm, bị cướp chế độ, bị cướp sự nghiệp ngay công khai trong thời đại 4.0 trước sự giám sát của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, sự quan sát của các quốc gia khác trên toàn thế giới. Bởi vậy hôm nay tôi làm clip này để tập trung nhân dân bị quan sai đang tạm trú tại khu vực của trụ sở tiếp công dân Trung ương là tại địa điểm là số 1 Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Để đây là những hòn bọc vu chờ công lý, bởi từ Trung ương đến địa phương đã không giải quyết đơn thư của nhân dân, của đảng viên, của quân nhân chân chính để bảo vệ cái việc giải quyết đơn thư
là để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vị thế của quốc gia trên trường quốc tế và tương lai của thế hệ sau. Nhưng đơn thư đã không được giải quyết theo quy định. Vậy hôm nay tôi làm clip này đề nghị bà con không chỉ đấu tranh là để được giải quyết đơn thư của mình, mà phải đấu tranh để các đối tượng bị tố cáo đã phải im lặng, đã bị tôi là trong vai trò là đảng viên quân nhân báo cáo trước toàn đảng và dân toàn quân vụ án bản báo cáo kết luận vụ án cấp quốc gia về việc xây dựng môi trường công tác con ông cháu cha, mạng lưới lợi ích nhóm ở cấp cao để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, mà tôi đã báo cáo trước toàn đảng toàn dân toàn quân qua mạng xã hội Facebook Phạm Thị Hoài Hương, cũng như là các hồ sơ chứng cứ tôi đã gửi đến từng cấp có thẩm quyền. Tôi đã có tiếp đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhưng đơn tố cáo viết ngày 27 tháng 1 năm 2019 của tôi, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an cũng không giải quyết theo quy định, mà để một số đối tượng là người tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân số 3 Nguyễn Thượng Hiền xử lý sai quy định, không giải quyết đơn thư theo quy định. Như vậy hiện nay là Tổ quốc, là cái an ninh của Tổ quốc là không được bảo vệ. Các đối tượng bị tố cáo ở cấp cao đã im lặng trước những nội dung tố cáo cụ thể của đảng viên, của quân nhân, của nhân dân ở trên mạng xã hội để toàn đảng, toàn dân, toàn quân giám sát các quốc gia khác đang quan sát. Thế như vậy, đây là các đối tượng là đã công khai không bảo vệ uy tín của đảng, của nhà nước ta trước cả thế giới. Cái việc không giải quyết đơn thư để bảo vệ nhân dân, bảo vệ uy tín của đảng, của nhà nước, như vậy là bọn chúng đã, tất cả các đối tượng bị tôi tố cáo vừa nêu ra ở trên là bọn chúng đã công khai không bảo vệ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước cả thế giới. Như vậy nó, các thế lực thù địch sẽ sử dụng các nội dung chứng cứ nhân dân, đảng viên, quân nhân đăng tải công khai trên mạng xã hội để làm nội dung phản biện rằng hiện nay ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, các cá nhân là lãnh đạo cấp cao nhất đã buông bỏ việc giải quyết đơn thư, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, không bảo vệ nhân dân, không giải quyết đơn thư để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế, tương lai của thế hệ sau. Tất cả các nội dung từ chính sách, các cái chính sách, đường lối chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước, mặc dù rất nhân văn, các thế lực thù địch muốn phản biện để nhằm lật đổ, phá hoại chế độ xã hội ở chủ nghĩa ở Việt Nam, nhưng đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, các quy định của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đề ra rất đúng đắn, rất tôn trọng các giá trị nhân văn trong đời sống xã hội của con người. Các thế lực thù địch đã không thể phản biện được. Đây là con đường ngắn nhất để chúng phá hoại chế độ ở Việt Nam. Là gì? Phản biện đường lối chính sách đó là sai. Các quy định của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đề ra là sai. Để nhân dân đảm vấn là để nhân dân Việt Nam sẽ không ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Tuy nhiên chúng không phản biện được, bởi các đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cái hiến pháp, pháp luật, các cái quy định của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đề ra rất là đúng đắn, rất là nhân văn. Không phản biện được. Tôi đồng ý. Các anh không thể ngăn tôi lại. Tôi là đảng viên. Không phải là quân đội, không có thẻ ngành, thẻ quân đội. Mấy giờ ra, chị không có thể xuất trình thẻ quân đội cho nào? Đây. Vào mà coi đi. Anh là đảng viên, tôi cũng có tố cáo. Bây giờ hôm nay chúng tôi đến đây. Không, nhưng phải